Nội dung của báo cáo là cập nhật, như nội dung của buổi chương trình tâm điểm ngày hôm nay là về cập nhật những cái tiến bộ trong điều trị ung thư phổi, và cái nội dung cho bài trình bày tôi là về đối với ung thư phổi giai đoạn sớm. Và đối với ung thư phổi giai đoạn sớm, mặc dù là cái phẫu thuật là đóng vai trò quan trọng, tuy nhiên là như chúng ta thấy những cái dữ liệu ở trên slide cho thấy là vẫn có tới khoảng 30-55% là bệnh nhân là vẫn là tái phát và thậm chí là tử vong sau cái điều trị tiêu chuẩn, tức là cái điều trị bằng phẫu thuật và có thể là bổ trợ bằng hóa trị. Và giai đoạn mà càng trễ, giai đoạn 3, giai đoạn 2 mà càng trễ thì cái tỷ lệ mà tái phát và tử vong càng cao, và có thể là tái phát tại chỗ hoặc là hạch trung thất, rồi hạch thượng đòn, rồi là di căn não, di căn phổi, di căn gan, di căn xương và các vị trí cơ quan khác. Và ở trên cái thực tế này thì người ta cũng phải tìm những cái phương thức mới để có thể là tăng cái cơ hội và triệt căn cho những bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn sớm. Và có hai cái tiến bộ mới và quan trọng trong điều trị ung thư phổi trong những thập niên vừa rồi, hơn một thập niên vừa rồi, đấy là điều trị đích và điều trị miễn dịch, và đã chứng minh được những cái hiệu quả cho đối với giai đoạn di căn. Và do vậy là người ta sẽ nghiên cứu bổ trợ điều trị đích và điều trị bổ trợ miễn dịch hoặc là tân bổ trợ ở cái giai đoạn sớm hơn, giai đoạn chưa di căn. Và cái ba cái marker quan trọng trong cái việc mà để mà lựa chọn phương pháp đấy, PD-L1, EGFR và ALK. Đối với cái điều trị bổ trợ thì ưu tiên cho những trường hợp mà bệnh nhân là có thể đánh giá là sau cuộc mổ thì có thể là sẽ đáp ứng dung nạp kém với là điều trị bổ trợ, hoặc là cái khối u mà xâm lấn các cấu trúc giải phẫu quan trọng ở trong trung thất, trong lồng ngực, hoặc là cái việc mà điều trị bổ trợ sẽ giúp tân bổ trợ giúp giảm giai đoạn, giảm kích thước khối u, và như thế sẽ giảm được cái sự phức tạp, tạo thuận lợi cho cái quá trình mà phẫu thuật. Và ngược lại thì bổ trợ thì cho những bệnh nhân mà được phẫu thuật trước mà không những bệnh nhân mà cái khả năng mà phẫu thuật hoặc là cắt bỏ khối u có thể dễ dàng và bệnh nhân có thể trạng tốt, các cái điều kiện mà cho phép chỉ định. Và cái điều trị ung thư phổi là yêu cầu phải là đa mô thức kết hợp của các bác sĩ nội khoa, ngoại khoa, giải phẫu bệnh, xạ trị, rồi bác sĩ hô hấp và chẩn đoán hình ảnh. Và cái nội dung đầu tiên là về điều trị bổ trợ ALK qua nghiên cứu Alina, và đối tượng nghiên cứu này là cũng là từ giai đoạn 1B khối u trên 4 cm đến giai đoạn 3A và có đột biến ALK, chỉ số thể trạng còn tốt và bệnh nhân các chức năng cơ quan còn tốt, và trước đấy cũng chưa điều trị toàn thân. Và bệnh nhân được điều trị sau khi mà được phẫu thuật một cách triệt để thì bệnh nhân được điều trị bổ trợ bằng alectinib hoặc là điều trị bằng hóa trị chuẩn 4 chu kỳ, mục tiêu chính là DFS. Và kết quả cho thấy là DFS ở cái nhánh mà bệnh nhân mà dùng alectinib thì cái đường alectinib là cao hơn hẳn hóa trị đấy. Tuy nhiên là do là chưa đến cái thời điểm là 50% bệnh nhân tiến triển ở nhánh alectinib, do vậy là cái đánh giá về DFS là cũng trung bị là chưa đạt được. Và trong khi đấy cái thời điểm mà 50% bệnh nhân mà tiến triển ở nhánh hóa trị là tại thời điểm 36 tháng thì là cái tỷ lệ mà tiến triển ở cái nhánh mà dùng hóa trị 54%, trong khi đấy là 88% bệnh nhân dùng alectinib vẫn chưa tiến triển. Và cái dữ liệu OS thì cũng xuống thêm trung vị toàn bộ thì chưa đầy đủ để mà chưa đầy đủ đánh giá. Tuy nhiên từ với những dữ liệu về DFS thì họ cũng là cho thấy cái việc mà điều trị bổ trợ bằng alectinib thì cải thiện DFS có ý nghĩa so với hóa trị. Và cái tỷ suất chênh 0.24 tức là giảm được 76% cái nguy cơ bệnh tiến triển. Và tất cả phân nhóm tuổi, giới, chủng tộc, thể trạng, tình trạng hút thuốc, giai đoạn, tình trạng hạch thì đều cho thấy là có lợi ích của alectinib. Nhưng giai đoạn 1B thì cái lợi ích là nó thấp hơn so với giai đoạn 2 và giai đoạn 3A. Và cũng là tương tự đối với cái đột biến của EGFR. Tuy nhiên cái Aurora thì cũng đã báo cáo từ những năm vừa rồi, một vài năm vừa rồi, nhưng mà cái dữ liệu mà cập nhật mới về OS thì cũng mới báo cáo tại ASCO tháng 6, hơn 6 tháng trước. Và nghiên cứu này thì cũng thiết kế cũng tương tự như nghiên cứu Alina vừa rồi, cũng là nhưng mà bệnh nhân có đột biến EGFR nhưng mà đột biến thường gặp 19 hoặc là 21, giai đoạn từ giai đoạn 1B đến giai đoạn 3 sau khi phẫu thuật triệt để thì có hoặc không có dùng hóa trị bổ trợ thì bệnh nhân được dùng 3 năm thuốc osimertinib. Và kết quả cho thấy là DFS
ở cái nhánh ở xét riêng giai đoạn 2, giai đoạn 3 hay xét chung cả giai đoạn 1B nữa thì đều có thấy là có lợi ích về DFS của có ý nghĩa của osimertinib. Và những cái cập nhật của năm 2022 thì cho thấy là cái DFS thì vẫn có hiệu quả. Và đối với cả giai đoạn 2, giai đoạn 3A hay là giai đoạn tất cả các giai đoạn có hay không có thêm giai đoạn 1B thì DFS thì đều cho thấy có hiệu quả. OS chung thì cũng cho thấy là có cải thiện tốt hơn ở cái nhánh mà dùng osimertinib so với nhánh giả dược. Cụ thể là cái tỷ suất chênh là 0,49 và P có ý nghĩa thống kê, và tại cái thời điểm mà 60 tháng, tức là thời điểm 5 năm thì thấy là 85% bệnh nhân dùng osimertinib vẫn còn sống, trong khi đấy nhánh dùng hóa trị là số này là 73% và có sự khác biệt. Thế tuy nhiên là cái cập nhật năm 2023 nếu mà xét riêng của từng giai đoạn thì có vẻ như cái giai đoạn 3A là cái giai đoạn mà đạt được lợi ích sống thêm tốt nhất so với giai đoạn 1B và giai đoạn 2. Như vậy tóm lại là qua nghiên cứu Aurora cho thấy là cái việc mà bổ trợ osimertinib 3 năm đã cải thiện về không những DFS mà cải thiện cả về OS. Trong khi OS thì cái giai đoạn càng muộn thì cái lợi ích OS càng lớn. Và trên cái cơ sở nghiên cứu này thì người ta có bốn cái hướng nghiên cứu về cái thuốc osimertinib này, là cho cái giai đoạn thậm chí còn sớm hơn nữa, Aurora 2 cho bệnh nhân mà chỉ có u từ 1 đến 3 cm, hạch âm tính, có đột biến thường gặp. Nghiên cứu Target thì là cho nghiên cứu cho cái nhóm mà đột biến không thường gặp và dùng tới 5 năm nữa. Và nghiên cứu NeoDaura là nghiên cứu mà họ dùng tân bổ trợ. Tuy nhiên nghiên cứu này thì chưa có kết quả. Đấy, nghiên cứu Target này thì là sẽ cho những nhóm đột biến hiếm gặp. Aurora 2 là cho những cái nhóm mà dưới tức là dưới 3 cm và hạch âm tính, tức là nghiên cứu giai đoạn sớm hơn. NeoAurora là nghiên cứu tân bổ trợ trước phẫu thuật và có thể dùng osimertinib đơn thuần 9 tuần trước phẫu thuật, nhưng những nghiên cứu này thì đang đợi kết quả. Nói tóm lại là các cái những cái tác động tích cực lâm sàng cứu Aurora thì cho thấy là cả DFS cả OS đều có lợi ích, và thậm chí là đặc biệt là những bệnh nhân mà cải thiện được cái tỷ lệ mà tiến triển ở hệ thần kinh trung ương. Đó, như vậy có hiệu lực tốt trên hệ thần kinh trung ương. Và cái nghiên cứu này thì cũng không nhằm cái đánh giá vai trò hóa trị bổ trợ, do vậy hóa trị bổ trợ vẫn phải coi là một cái điều trị chuẩn. Đấy, do vậy là cái việc mà xét nghiệm gen cũng rất là quan trọng trong ung thư phổi giai đoạn sớm để mà quyết định cái điều trị bổ trợ thuốc đích hoặc là thậm chí là điều trị tân bổ trợ bằng thuốc miễn dịch. Và cái nội dung lớn thứ hai là về cái vai trò của điều trị miễn dịch trong ung thư giai đoạn sớm. Trong nội dung này thì có cả điều trị bổ trợ và điều trị tân bổ trợ. Điều trị bổ trợ thì điển hình là nghiên cứu Empower với là bổ trợ bằng atezolizumab, còn tân bổ trợ là điển hình là Checkmate 816 với tân bổ trợ bằng miễn dịch với lại hóa trị và điều trị tân bổ trợ. Và cái thuốc đây là thuốc miễn dịch, là thuốc nivolumab kết hợp với hóa trị và so với hóa trị cho đối với giai đoạn tức là rất sớm, từ giai đoạn thậm chí giai đoạn 1B u trên 4 là người ta có thể điều trị, đưa vào cái thiết kế nghiên cứu điều trị tân bổ trợ này. Cho giai đoạn 3A thì trạng còn tốt, và một cái điểm lưu ý là bệnh nhân lại phải không mang các đột biến đích như EGFR, ALK. Và kết quả cho thấy là cái EFS, tức là cái thời gian mà sống thêm mà không có những cái biến cố tái phát, thì cái nhánh mà kết hợp miễn dịch với hóa chất thì tốt hơn là cái nhánh mà hóa trị đơn thuần và giảm được 32% nguy cơ tử vong và có ý nghĩa thống kê. Và OS thì cũng cho thấy có xu hướng mà tốt hơn ở cái nhánh mà dùng kết hợp hóa trị với miễn dịch. Đây là người ta xét đối với cái PD-L1 mà trên 1% thì cho thấy là cái tỷ lệ đáp ứng cũng như là cái sống thêm không tái phát cũng như sống thêm toàn bộ thì đều có ưu thế ở cái đối với cái nhóm PD-L1 trên 1. Còn nếu mà PD-L1 dưới 1 thì cái PCR nó vẫn cải thiện. Tuy nhiên là cái EFS và OS thì có vẻ như là tức là không không cải thiện, có cải thiện nhưng mà cũng không 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 có ý nghĩa thống kê. Và đây là người ta xét cái tình trạng PCR. Nếu bệnh nhân nào là đạt được PCR thì kể cả nếu mà PCR mà hóa trị đơn thuần thì vẫn tốt hơn là không đạt được PCR ở cái nhánh mà hóa miễn dịch cả về OS cả về PS. Do vậy PCR là một cái dấu ấn quan trọng, tức là đạt đáp ứng toàn bộ trên mô học, là một cái dấu hiệu tiên lượng quan trọng. Như vậy là tóm lại là cái điều trị tân bổ trợ cũng đã
Đặc biệt là nhóm mà PD-1 mà trên 1 thì cho thấy là cái hiệu quả, kể cả dưới 1 thì vẫn có cái đáp ứng, có hiệu quả về điều trị đáp ứng. Vâng, và đối với điều trị miễn dịch bổ trợ thì điển hình là nghiên cứu Empower 010. Và nghiên cứu này thì cũng vẫn là theo sau những cái điều trị hóa chất chuẩn, 4 đợt hóa chất chuẩn thì cũng là giai đoạn từ giai đoạn 1B đến giai đoạn 3A. 1B là u 4 cm và chia làm nhánh miễn dịch và chỉ theo dõi đơn thuần. Và kết quả này cũng cho thấy là cái DFS ở đây là xét riêng giai đoạn 2 và giai đoạn 3 thì có cải thiện. Ở đây là người ta xét các mức mà bộc lộ PD-1, cũng giống như là cái nghiên cứu tân bổ trợ, nếu PD-1 từ 1% trở lên thì ở các cái giai đoạn hay là chung của tất cả các giai đoạn thì đều cho thấy là có cái cải thiện về mặt PFS, sống thêm không bệnh tiến triển. Và dưới những cơ sở này thì cái thuốc atezolizumab bổ trợ cũng đã được phê duyệt cho những bệnh nhân mà có PD-1 trên 1%. Tuy nhiên ở Mỹ thì 1%, nhưng ở châu Âu và Canada thì người ta chỉ phê duyệt 50%. Cái slide tiếp theo để giải thích. Và với điều kiện là bệnh nhân là không mang các đột biến EGFR hay ALK. Sở dĩ mà ở châu Âu người ta không phê duyệt cho cái nhóm mà từ 1 đến 50 là cái dưới 1 thì là cái hiệu quả kém, nhưng tuy nhiên là cái mà trên 1 cũng có hiệu quả nhưng mà mức mà không mạnh bằng cái nhóm mà trên 50. Và cái OS đối với bệnh nhân mà trên 1, nếu mà tính cái nhóm trên 1 thì ở đây là cái ý nghĩa thống kê không mạnh. Tuy nhiên nếu mà lấy mốc PD-1 trên 50 và là thì ra thấy là cái hai đường cong tách biệt. Đây là cái cơ sở này thì cái ở châu Âu thì người ta lại phê duyệt cho cái trên 50%. Và nghiên cứu về bổ trợ của pembrolizumab thì cũng thiết kế tương tự như nghiên cứu Empower, cũng là hóa trị, sau đấy thì một nhánh là dùng pembrolizumab, một nhánh là dùng giả dược. Và cái kết quả DFS chung thì cho thấy là cải thiện có ý nghĩa. Còn OS chung thì cũng cho thấy là cái sự khác biệt nó cũng không 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 có ý nghĩa mặt thống kê. Ở đây là người ta cũng so sánh các cái nhóm ở cái nhóm trong nghiên cứu này thì cái dữ liệu trên 50% là cái mức bằng chứng lại không mạnh bằng cái nhóm mà dưới 50%. Tức là đây là dưới 1% thì cũng vẫn có hiệu quả của việc điều trị bổ trợ bằng pembrolizumab. Và cái nhóm mà không nhận hóa chất thì cái có lẽ là cái nhóm không nhận hóa chất thường là những nhóm bệnh nhân mà yếu tố tiên lượng thuận lợi, do vậy là cái việc mà điều trị thêm miễn dịch cái sự khác biệt nó không lớn. Và như vậy là kết luận lại bài các cái chiến lược mà trong cái điều trị ung thư, tiến bộ trong ung thư giai đoạn sớm thì là ở đây là có bổ trợ và tân bổ trợ. Như vậy là điều trị bổ trợ thì cũng có cái điều trị bổ trợ bằng TKI, một thuốc đích ALK và EGFR. Còn tân bổ trợ đối với lại là cái tân bổ trợ đối với thuốc đích thì cũng cũng chưa có những cái nghiên cứu lớn, là những dữ liệu lớn. Còn bổ trợ đối với điều trị miễn dịch thì chúng ta có Empower, đấy là atezolizumab, và các nghiên cứu Keynote thì là 091 là cho pembrolizumab. Còn tân bổ trợ thì có CheckMate là nivolumab, và thực ra Keynote 671 thực ra là nó là phối hợp cả, hay là gọi là perioperative, tức là điều trị cả miễn dịch, tân bổ trợ và sau đấy duy trì bằng điều trị bổ trợ. Thì đây là những cái nghiên cứu chính và những cái tiến bộ quan trọng trong cái việc mà điều trị bổ trợ cũng như là tân bổ trợ bằng các thuốc đích và các cái thuốc miễn dịch. Vâng, bài trình bày của tôi đến đây là kết thúc, và cũng xin cảm ơn sự lắng nghe của quý đồng nghiệp. Vâng.